xin chào các bạn. Nào, hãy chào đi. Mình sẽ làm Trần Tiến Diệu đầu xanh và đuôi đỏ nha các bạn. Vâng, đây là xin giới thiệu Bảo Long đẹp trai. Minh to béo, Nhật Sang hung tợn, Elsa xinh đẹp, Bino Bomba Boy. Chúng tôi sẽ tổ chức cái gì nhỉ? Tổ chức gì đấy? Đại chiến về đất xe. Bảo Long. Đại chiến. Đội đỏ và đội xanh. Đội đỏ và đội xanh. Ok, anh Gấu, đại chiến gì? Đại chiến đội đỏ và đội xanh. Anh Gấu có vũ khí gì đấy? Súng. Súng. Còn Minh có phép thuật à? Dạ. Ô, thái cực quyền. Xinh 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 xinh. Bảo Long có vũ khí là gì? Phép thuật này cậu. Phép thuật gì? Phép thuật tuyết chứ. Hãy làm tuyết đi, lại đi kêu đi. Gư trị. Cậu ơi, lạnh quá. Tuyết nhiều thế. Cuộc chiến đang rất khốc liệt. Bảo Long một mình màu trắng bị anh Gấu và Minh dùng. Bảo Long với Minh. Minh đâu đội ai? Ồ, chúng ta vào đây tối thế. Cùng ra quay trong bóng tối à? Sao em mang? Em mang đôi anh Gấu với cho em đôi với anh. Em mang đôi anh Gấu với cho con. Em đôi với anh. Đôi. Mang về đội 2. Bino và Bảo Long là một với đội. Với Minh. Với Minh là một đội. Anh Gấu với Cầu Toàn với Măng là một đội. Anh Gấu Cầu Toàn với Măng là một đội. Nào rút súng ra, anh Gấu đâu? Đứng về. Chờ anh Gấu về phe đứng bên này đã. Đúng không? Này, chơi đâu nó nguy hiểm. Cái nớ mà vá vào người thì anh Gấu dùng súng ngắn rồi. Rồi, coi anh Gấu này. Mang ơi. Nào chúng ta. Bum bum. Bằng bằng bằng. Bằng bằng. Bằng bằng. Bằng bằng. Bằng bằng. Bằng bằng. Sao khó chịu thế? Gấu ơi cứu câu. Câu toàn thể thấy miên ơi. Câu toàn thể miên ơi. Bùm ba ba. Sinh rồng biến hình. Kiếm rồng biến hình. À, Elsa ơi. Chúng nó đánh tớ kìa. Sức mạnh rồng của tôi. Cậu dùng gì đấy? Cậu ta tớ cho tôi này. Trời ơi. Ai mà bảo đã không mà anh còn chết rồi. Chết chết anh và đang sống đây. Anh còn chết rồi. Bảo đã đập anh cậu bá hỏa rồi. Bằng đội xanh win, à đội đỏ win. Đội đỏ win, yeah. Anh Gấu với cậu đội đỏ. Yeah. Nhìn này, áo đỏ này. Ta cũng win. Ừ. Mà đội chỉ đỏ mà xanh nếu mà đỏ à? Đội đỏ. Bình đâu đội vàng à? Chơi gì? Gư trời tuyết lạnh. Bình đâu sao có dao gớm thế? Bình đâu dùng. Cái gì? Đầu hoa quả theo đời nha. Đầu hoa quả là như thế nào? Nếu mà một người chạm á thì người nó phải đội đầu cái quả. Xong rồi không được cử đồng. Để cái người đây là cứu thì mới được cử đồng. À. Ok, tôm chơi không? Tôm với Elsa là một đội đây. Ốt nào. Si. Không chơi rồi. Si. Chơi nhóm đi, bảo lắm với mình chứ. Anh Gấu chơi cái tam. Si. Ôi trời ơi. Tớ cho mấy câu. Si. Ơ, tớ thua rồi. Đánh con ốt con. Si. Si.
Gì đấy? Bố à? Bị nấu. Kéo. Có đàn ớt. Si. Si. Hãy kéo làm. Bị nấu ớt. Bị nấu. Cam. Chưa cam. Cam rồi. Em ơi. Cậu làm gì đấy? Elsa? Tớ mệt quá rồi. Elsa mệt rồi. Ôi tớ. No. Có bưởi. Chết đi cậu. Em có bưởi nó mang con. Bưởi không tính. No. Chị chơi ổi với... Không, quả chung được con ạ. Quả chung được. Quả chung được. Bình đâu quả gì? Bình đâu? Bình đâu con chị chơi. Bình. Mình con mình kìa. Bình đây này. Lại đây. Ơi. Cứ tên bắt mình đi. Cậu làm. Cậu cứ chạy bên này, bên kia, bên này, bên kia. Tầm tầm mệt, tầm tầm đuổi theo. Được rồi, video của chúng tôi đến đây là hết. Rất dài rồi, video 6 phút rồi. Mặt trăng thì lên cao rồi. Và chúng tôi sẽ kết thúc video chơi đánh nhau đổi xanh, đổi đỏ và trái cây. Chào các bạn nào. Bye bye các bạn.